Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Nếu bạn thuộc những con giáp này thì ngày 9 tháng 1 âm lịch sẽ là ngày may mắn nhất trong tháng của bạn. Bước sang ngày 9, bạn sẽ gặp được thời điểm vàng để thành công, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong ngày hôm nay, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Nếu làm việc chăm chỉ, bạn sẽ được cấp trên cất nhắc, đề bạt. Gia đình bạn cũng sẽ đột nhiên êm ấm, hòa thuận đến lạ thường. Mọi mâu thuẫn, rạn nứt từ trước đến nay sẽ được hóa giải. Hơn nữa, trong ngày hôm nay, túi tiền của bạn sẽ rủng rỉnh hơn ngày thường. Bạn sẽ dễ nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Và đó là các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Hợi. Các bạn hãy kiểm chứng xem có đúng không nhé. Tuổi Tý. Tử vi mùng 9 tháng 1 năm 2023 âm lịch chỉ ra rằng người tuổi Tý nhờ chính tài che chở nên có các nguồn thu nhập khá. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay. Càng những lúc rủng rỉnh như thế này, bạn càng cần chú ý tới vấn đề quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để duy trì tài khí. Lúc này nên có tài chính rõ ràng để tránh việc không biết phải sử dụng sao cho phải, cuối cùng lại chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ. Ngày can thổ khắc chi thủy, đường tình duyên của người cầm tinh con chuột lúc thăng lúc trầm, có những lúc rất ngọt ngào nhưng cũng không hiếm khi bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi chẳng đáng có. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai bạn dần trở nên nguội lạnh. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, thân, tí thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 9 tháng 1 năm 2023, nhiều cục diện lục hợp tương trợ, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều hóa giải ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, nhưng cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh. Ngày này, phương diện tài lộc của tuổi Sửu khá sáng, ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để. Công việc và tài chính thuận lợi là thế, nhưng chuyện tình cảm của con giáp này lại hoàn toàn trái ngược. Ngũ hành thủy thổ tương xung khiến đôi lứa bất đồng mâu thuẫn triền miên, mặc dù chỉ là những chuyện vụn vặt hàng ngày nhưng vì lặp đi lặp lại nên khiến cả hai vô cùng mỏi mệt. Người tuổi Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong hôm nay. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn. Trong quá trình làm việc, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn nhờ gặp tam hợp với địa chi ngày nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đông đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và sâu sáo. Tình cảm xuân sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá hanh thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết. Con giáp này cũng khá may mắn về đường tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy. Tình hình sức khỏe của người tuổi Thìn nhìn chung ổn định trong ngày hôm nay, nhờ có tinh thần phấn chấn, hăng hái mà bạn làm việc gì cũng trôi chảy và gặt hái được thành công. Thời điểm này có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Với tuổi Tỵ, thiên ấn sẽ giúp bản mệnh thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh, con giáp này đều giữ sự bình tĩnh,
Không hề nao núng nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ. Tình cảm trong ngày này cũng khởi sắc không kém, vợ chồng dạo gần đây ít cãi sự, không bị tác động bởi lời nói của thiên hạ. Nếu còn đang độc thân, bạn biết mở lòng mình, tiến tới những mối quan hệ mới. Điều đáng mừng là bên cạnh Tỵ luôn có người nhà, bạn thân, tương hỗ vật chất, tinh thần lúc gặp khó khăn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Nhờ cục diện tam hợp nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi công việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm tiền về dùng dình. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ có cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào. Kim sinh thủy giúp đường tình duyên của bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra, tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương. Tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững và lâu dài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Thiên tài mang tới những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh, hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào. Phương diện tình cảm vẫn duy trì ở trạng thái hiện tại, người có đôi vẫn quan tâm và chăm sóc nhau như lúc bình thường. Tất nhiên vẫn sẽ có những lúc tránh khỏi việc giận hờn, tranh cãi, nhưng về cơ bản thì hai bạn vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày này thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ, thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá sậu, tuyệt tỵ, kỵ tuổi Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment bên dưới ô bình luận để mọi người cùng biết đến và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!